Đầy tớ của Chúa là mục sư William Buckley, ông đã nói như thế này: trong cuộc sống người cơ đốc không có chỗ cho một người ngồi lại nghỉ ngơi trên thành đạt hay là trên chiến thắng của mình. Thật đúng như vậy, đời sống của người cơ đốc là một tiến trình năng động. Cho nên chúng ta khởi sự từ bước đầu tiên, những ngày vừa tiếp nhận Chúa Giêsu, và đó là khởi điểm để tiếp tục bước đi trên linh trình theo Chúa. Đồng thời, chúng ta cứ tiếp tục bước đi, tiến tới cho đến khi mình nên thánh trọn vẹn, có nghĩa là giây phút đó chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu ở trên trời. Để ông bà, anh chị em và tôi ngày nay, khi đang sống trong những ngày cuối rốt, không có bị siêu đổ, không có lạc đường và có thể tiếp tục bước đi với Chúa một cách vững vàng, thì lời của Chúa ở trong Côlôse đoạn 2 câu 1 câu 7, đặc biệt là câu 6 câu 7 chúng ta vừa đọc đó, cung cấp cho ông bà anh chị em với tôi những bí quyết cần thiết. Có thể nói rằng bí quyết này giống như 5 ngón tay trên một bàn tay. Để dễ nhớ, ông bà anh chị em nhớ 5 điểm này như là 5 ngón tay trên một bàn tay, để chúng ta có thể bước đi trong Chúa mỗi ngày. Một người bước đi trong Chúa mỗi ngày, đó là người không có dậm chân một chỗ. Điều đầu tiên là không có dậm chân một chỗ. Lời Chúa trong câu thứ 6 chép: anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Động từ nhận nghĩa là tiếp nhận. Nó hàm ý rằng chúng ta là người tiếp nhận Chúa Giêsu và những lời phán dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Nhận có nghĩa là chúng ta đặt đức tin của mình nơi cứu Chúa Giêsu. Động từ thứ hai được đề cập ở đây đó là bước đi. Chữ bước đi này bao hàm một số ý nghĩa. Đó là không có dừng lại. Nói đến bước đi có nghĩa là không có dừng lại một chỗ mà tiếp tục đi tới xa hơn. Bước đi có nghĩa là tiếp tục sống theo khuôn mẫu mà Chúa nắn đúc, đồng thời tin cậy nơi Chúa Giêsu một cách đơn sơ, chân thành, giống như thuở ban đầu chúng ta đến với Chúa vậy. Ý nghĩa thứ ba của chữ bước đi có nghĩa rằng ăn ở một cách xứng hiệp như điều Chúa dạy. Và điều này được sứ đồ Phao-lô đề cập cho chúng ta ở trong Côlôse đoạn 1 câu 10, Côlôse đoạn 3 câu 7, Côlôse đoạn 4 câu 5 và nhiều câu tương tự khác. Nôm na, anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. So với nhiều năm trước đây, ông bà anh chị em thử nhìn lại xem ngày hôm nay chúng ta có nhiều điều ưa thích khác không? Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy ở trong con người của mình có nhiều dục vọng xấu xa, có nhiều tư tưởng muốn hưởng thụ, có những đam mê về vật chất hơn là nhiều chục năm trước đây. Trước đây, khi chúng ta chưa có tiền bạc nhiều, ông bà anh chị em có đòi hỏi phải mặc một cái áo hàng hiệu không? Trước đây mình chưa có phương tiện, ông bà anh chị em có đòi hỏi mình có một cái điện thoại thông minh mà phải là hàng xịn không? Samsung hoặc là iPhone không? Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng những có một điện thoại thông minh mà chúng ta muốn có đời mới nhất, hiện đại nhất, phải không? Chẳng những chúng ta có quần áo nhưng mà mình muốn có quần áo đẹp, hàng hiệu. Chẳng những có đôi dép để mang nhưng mà ngày hôm nay muốn có đôi dép thuộc loại có giá trị, đắt tiền để thỏa mãn mọi nhu cầu của mình.
Trước đây nếu chúng ta đến nhà thờ này mà nhóm lại, chỉ cần một hai bóng đèn, không có quạt, chúng ta cũng vui lắm để nhóm lại rồi. Nhưng mà hôm nay nếu không có đủ đèn, không có đủ quạt, ngồi mà mồ hôi chảy ra, ông bà anh chị em có vui để nhóm lại thờ Phượng Chúa nữa không? Chúng ta sẽ lầm bầm, sẽ nhăn nhó. Đó là về bản thân, nhu cầu của thể chất con người. Và kể cả vấn đề tâm linh, ngày hôm nay con người của chúng ta đang có nhiều điều thay đổi. Chúng ta muốn tiến tới trong nhiều lĩnh vực, tìm giáo lý này, tìm hiểu những tư tưởng nọ, và kể cả tà giáo cũng lan len vào ở trong tư tưởng con người và làm cho chúng ta bị nhiều chi phối cám dỗ. Khi chúng ta có nhiều điều tiến triển về nhiều mặt như vậy, nhưng về phương diện thuộc linh, ở trong đường tin kính của chúng ta với Chúa, thì nhiều năm tháng rồi, 9 tháng trong năm 2023 này, nhìn lại chúng ta giống như một người đang dậm chân một chỗ, không hề có những bước tiến triển mới hơn, không hề hiểu biết Chúa nhiều hơn, không hề có khám phá về Chúa của mình một cách mới mẻ để sâu nhiệm hơn. Cho nên ông bà anh chị em nhìn lại xem, tôi, ông bà anh chị em đang là người từ lâu nay dậm chân một chỗ, hay là một người đang có những bước tiến tới ở trong linh trình đi theo Chúa? Một người cơ đốc hay là một người thực sự có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, đang bước đi với Chúa, là một người không để cho những tư tưởng phàm tục của xác thịt, những quan điểm của con người, của xã hội, nó làm chi phối tâm trí, nó làm chi phối lý tưởng, định hướng cuộc đời thuộc linh của chúng ta. Dẫu rằng chúng ta có nhu cầu về cơm áo gạo tiền mỗi ngày, chúng ta cũng có những nhu cầu ăn sung mặc sướng, ăn ngon mặc đẹp, có những tiện nghi mới, nhưng song song đó đời thuộc linh của chúng ta phải là những người có bước tiến học hỏi thêm nhiều điều ở trong Chúa Giê-xu và khám phá về Chúa một cách mới mẻ. Một người tiến bước với Chúa đó là một người không có dậm chân một chỗ hoặc là thụt lùi. Bởi vì ở bên ngoài xã hội ngày nay có quá nhiều điều nhanh chóng thay đổi, và có những lĩnh vực thì con người đang đi thụt lùi. Khoa học nhiều điều tiến bộ, nhưng về đạo đức con người ngày nay càng ngày càng đi thụt lùi. Người ta không còn yêu thương nhau, người ta không còn có tôn trọng nhau, người ta không còn quý trọng mạng sống của nhau. Con cái có thể hành hạ, chửi bới, thậm chí giết cha, giết mẹ. Những người cha, người mẹ không phải chỉ là yêu thương con như trước đây, mà lắm khi còn giết chết con của mình ngay khi nó còn bé thơ. Người với người, ở trong buôn, trong làng, trong sóc, ngày hôm nay người ta dễ dàng có thể gây gổ với nhau, đâm chém nhau, giết chết nhau một cách dễ dàng. Nhưng đức tin của người Cơ Đốc không phải suy thoái như vậy, mà khi xã hội càng ngày càng suy đồi đạo đức, thì con dân của Chúa càng ngày càng phải sống theo khuôn mẫu Chúa đã dạy dỗ, Chúa đã nắn đúc chúng ta, để mỗi một ngày qua nếp sống đạo của mình đó, chúng ta thể hiện đẹp đẽ vinh quang của Chúa cho những người xung quanh. Khi tôi với quý ông bà anh chị em ăn ở đúng với điều Chúa dạy, tin nhận nơi Chúa Giê-xu mỗi ngày, đó là chúng ta đang bước đi ở trong Chúa trên linh trình từ nay cho đến ngày mình được
gặp gỡ Chúa trong thiên đàng. Ông bà anh chị em, những người nam, những người nữ đang ngồi ở đây, ông bà anh chị em đang là một người dậm chân một chỗ hay là người có những bước đi tới ở trong nếm biết khám phá về Chúa mới mẻ? Ước gì không ai là người làm vận động viên mà dậm chân một chỗ, nhưng chúng ta có những từng bước đi tới và khám phá Chúa của mình nhiều hơn. Dấu hiệu thứ hai, một người bước đi trong Chúa là người chăm rễ ở trong Chúa. Câu thứ 7 phần A Kinh Thánh chép: hãy chăm rễ trong Ngài. Từ liệu chăm rễ có thể hiểu đó là rễ của một cái cây. Nó được đâm sâu xuống. Có nghĩa rằng muốn nói đến điều anh em có một sự sống. Bởi vì khi người ta trồng một cái cây, thì cây đó khi có một mầm đất tốt, có một môi trường thuận lợi, thì rễ của nó bắt đầu đâm xuống, rễ chính hay mình còn gọi là rễ chuột, nó sẽ đâm sâu. Rồi những rễ phụ đó thì nó sẽ đâm ra ở chiều ngang để giúp cho cây được vững vàng. Đồng thời từ bộ rễ sâu, nó hút những dinh dưỡng từ đất đai và làm cho cây đó được nuôi dưỡng, tăng trưởng và kết quả một cách lâu dài. Ông bà anh chị em làm nông nghiệp, chúng ta đã biết rất rõ về những hình ảnh này. Nhưng ngược lại, có những trường hợp rất đáng quan ngại khi người ta trồng cây. Mà tôi có thể liệt kê ở đây 3 trường hợp trồng cây nhưng không có đâm rễ được. Thứ nhất, đó là người ta trồng cây, nó như lúc đầu tươi tắn lắm, nhưng thời gian nó héo úa. Bởi vì người ta trồng cây nhưng mà không tháo cái vỏ bọc ở bên ngoài, cho nên rễ của nó chỉ túm lại ở trong một thế giới, trong một phạm vi nhỏ bé. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian trước đây có nhiều cây bị ngã và chết. Khi người ta đào lên để kiểm tra thì có những cây lân cận đó, các chuyên gia trồng cây nhưng mà người ta làm vô trách nhiệm. Họ đã trồng những cây xanh đó xuống ở dưới một cái lỗ nhưng không hề xé cái vỏ bọc xung quanh, cho nên bao ni lông nó bao chung quanh và rễ không thể đâm được, cho nên không có hút đủ dinh dưỡng và làm cho cây ban đầu tươi tốt nhưng rồi nó lại héo úa và chết dần vì không đủ sự sống. Một tình huống thứ hai, đó là cây được trồng nhưng mà sau khi trồng xuống rồi thì vài tuần sau lại nhổ lên dời qua ở chỗ khác. Nay thấy trồng ở bên phải là nó đẹp tốt, nhưng mà 3-4 tuần sau nói rằng ở chỗ này không được, phải trồng qua bên trái. Trồng qua bên trái từng vài tháng thấy rằng không được, phải trồng vào chỗ giữa nó mới đủ mát cái sân nhà. Và như vậy cây cứ nhổ lên với trồng xuống thì nó cũng không đủ thời gian để có thể đâm rễ sâu. Cho nên vào ban đầu cây có sức sống nhưng không thể phát triển như đáng phải có. Điều thứ ba, khi chúng ta trồng một cái cây nhưng lại không có đào hố một cách kỹ lưỡng, cho nên chỉ đào một cái hố cạn cợt bỏ cây xuống, còn ở bên dưới nó đó nguyên là một cái tảng đá. Cho nên khi cây trồng xuống, rễ đâm ra mà gặp tảng đá thì không thể nào rễ đâm xuyên qua tảng đá được. Mà khi rễ sâu, rễ chuột không đâm được thì nó sẽ phát triển theo chiều ngang. Rễ chính không được thì nó phát triển rễ phụ. Và rễ phụ là bao giờ cũng có chiều ngang và bàn bạc nông cạn ở trên mặt đất. Cho nên cây đó có thể có cành lá sum suê, nhưng mà khi có gió bão đến thì dễ dàng để có thể tróc gốc và ngã đổ, gây hiểm họa cho nhà, cho rẫy, cho người. Ông bà anh chị em, bây giờ kể đến 4 trường hợp trên, ông bà anh chị em thấy mình ở trong trường hợp nào?
tôi là người như một cái cây được trồng ở trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng từ lâu nay không có chịu tháo bỏ cái vỏ bọc của con người thiên nhiên, con người xác thịt này. Cho nên từ lâu nay tôi chỉ quanh quẩn ở trong thế giới của con người thiên nhiên, đem con người từ ở bên ngoài vào ở trong hội thánh. Trước khi tin Chúa thế nào thì bây giờ cũng thế ấy, không hề có những phát triển, không hề có điều gì mới ở trong Đấng Christ. Hay chúng ta là người đứng núi này trong núi nọ. Nay tôi thấy ở trong hội thánh Tin Lành Việt Nam tốt, môi trường đó tôi đã được cứu, được dạy dỗ một cách nề nếp, có lời của Chúa. Chừng 6 tháng một năm sau nói rằng ồ, hội thánh Tin Lành Việt Nam không có tốt, bây giờ tôi chọn một cái giáo phái mới, ở chỗ này có quyền phép hơn, ở chỗ này có nói tiếng lạ, ở chỗ này tự do hơn, ở chỗ kia tự do hát ca ngợi Chúa hơn. Và cứ như thế chúng ta như là một tín đồ quốc tế, nay trồng xuống mai nhổ lên, trồng qua bên này, và rồi từ năm này qua năm kia, chúng ta là một người dạo chơi đây đó, chứ không hề phát triển trong chiều sâu của đời tin kính để khám phá về Chúa Giêsu một cách mới mẻ. Ông bà anh chị em có phải rơi vào tình huống thứ ba không? Từ ngày theo Chúa đến bây giờ, chúng ta được trồng ở trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng mà đời sống của chúng ta để cho nhiều điều chi phối. Trần gian như là tảng đá, những đam mê của xác thịt con người như là những tảng đá, nó không làm cho chúng ta có thể đâm rễ sâu ở trong lời Chúa, trong hiểu biết Chúa, để mình trưởng thành sâu nhiệm càng hơn. Nói đến về tổ chức hội thánh, chúng ta biết rất nhiều, biết nội quy, biết hiến chương, biết ông mục sư này, biết hội thánh kia, biết ông ban chấp sự nọ, nhưng có điều sâu nhiệm trong Chúa thì không có. Cho nên hãy gặp bão đời, hãy gặp những cơn cám dỗ tà giáo đang xen vào lôi cuốn, chúng ta dễ dàng ngã đổ tróc gốc. Và khi một người chồng, một người vợ mà ngã đổ tróc gốc, khi một chấp sự mà tróc gốc, ngã đổ về đức tin, là gây ảnh hưởng cho cả gia đình, cho cả tập thể của chúng ta. Ông bà anh chị em có phải là người đang học hỏi biết Chúa Giêsu mỗi ngày một cách mới mẻ, mình khám phá về lời của Chúa mỗi ngày, như là một người được ăn tủy xương và mỡ, như là người hút lấy chất dinh dưỡng của tàn ông để làm cho mình lớn lên càng hơn không? Một người châm rễ trong đời thuộc linh là người càng ngày càng hiểu biết về Đức Chúa Trời, về Đấng Christ, Đấng mình đang tin cậy thờ phượng. Niềm tin của mình càng ngày càng vững vàng càng hơn. Và từ đó chúng ta mới không bị tà giáo dẫn dụ. Châm rễ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em mỗi ngày khám phá về Chúa, mạnh mẽ trong đức tin, để thấy cuộc đời mình theo Chúa là những ngày thú vị, khám phá về Chúa, khám phá về Chúa mới mẻ liên tục trong cuộc đời mình, và đầy tràn sức sống thuộc linh cho đến nỗi bông trái thánh linh yêu thương, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, nó được tỏa ra trong đời sống ông bà anh chị em, ngay trong gia đình, ngay trong buôn làng, và tất cả mọi nơi chúng ta đi đến, đối với mọi con người chúng ta giao tiếp. Ông bà anh chị em đang là người châm rễ ở trong Chúa chăng? Ước gì chúng ta đánh giá lại và xin xác quyết ngày hôm nay, dọn dẹp mọi ngổn ngang, phá vỡ những vỏ bọc, để chúng ta đâm rễ sâu, phát triển
ở trong Đấng Christ cứu Chúa của chúng ta. Một người đâm rễ ở trong Đấng Christ là một người đang bước đi ở trong Chúa trên linh trình tiên kính. Dấu hiệu thứ ba, bước đi trong Chúa là một người xây dựng trên nền tảng vững chắc. Xây dựng trên nền tảng vững chắc ở trong câu 7 phần B. Hãy chăm rễ và lập nền ở trong Ngài. Chữ lập nền có thể dịch là xây dựng trên một nền móng vững chãi. Khi chúng ta xây nhà thì có nghĩa rằng người đó phải đào sâu xung quanh. Người ta bắt đầu đóng cọc xuống, họ đổ bê tông để làm cái móng. Rồi từ khi có một cái móng kiên cố vững vàng đó thì những người thợ xây họ mới bắt đầu đặt gạch tô vữa và xây lên càng hơ cho đến khi nó được hoàn thiện và có một căn nhà chắc chắn vững vàng. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh có một căn nhà lầu 4 tầng. Nó đã đến hồi bị hư hại. Vì vậy người chủ nhà đã mướn thợ đến để có thể sửa chữa nâng cấp. Nhưng vì cái nhà này không có một cái móng sâu vững vàng chắc chắn, cho nên những người thợ vừa vào để chuẩn bị sửa chữa thì nguyên một tầng nhà, căn nhà 4 tầng lầu sụp đổ và có đến 5 người bị kẹt trong căn nhà đó. Căn nhà nó có vẻ nguy nga, đồ sộ, cao tầng, nhưng bị sụp đổ dễ dàng bởi vì không có nền móng vững chắc. Nền móng vững chắc cho cuộc đời của mỗi người đó là chính Chúa Giê-xu. Chúng ta xây dựng niềm tin của mình ở nơi Chúa Giê-xu. Và tất cả những gì để có thể làm cho đời thuộc linh mình được xây dựng càng hơn, hoàn thiện, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và mỗi người chúng ta phải sự xây dựng cuộc đời của mình, thuộc linh của mình cho chính mình, chứ không phải ai có thể xây dựng cho chúng ta cả. Vị mục sư, chấp sự, truyền đạo, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ cũng chỉ là những người gây dựng, khích lệ chúng ta. Còn chính chúng ta phải tự xây dựng căn nhà thuộc linh cho chính mình. Cho nên nếu chúng ta đang xây dựng cuộc đời mình ngoài Chúa Giê-xu, dựa vào những nền tảng nào đó trước mắt, thì trước sau chúng ta cũng sẽ là một người ngã đổ. Giống như lời của Chúa đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 26-27, người xây nhà mình trên cát thì khi có mưa to, gió lớn, nhà sẽ bị sụp đổ. Ông bà anh chị em là người đang xây dựng niềm tin của mình trên điều gì? Tổ chức, tình cảm, con người, ràng buộc gia đình, vật chất, phương tiện, hay là niềm tin của chúng ta đơn thành đặt nơi Chúa Giê-xu, cuộc đời mình xây dựng lên một nếp sống tin kính đạo đức theo khuôn mẫu của Thánh Kinh, để có thể bước đi ở trong Chúa một cách không có ngã đổ, không bị siêu tố, không có dậm chân một chỗ, thì ông bà anh chị em với tôi phải là một người xây dựng niềm tin của mình nơi chính Chúa Giê-xu. Bởi vì chỉ có một mình Chúa mới là đấng cứu rỗi, là đấng quan phòng và nắm giữ cuộc đời của chúng ta ngay trên đất này và cả trong tương lai cõi đời đời. Là một người liên tục học hỏi lời của Chúa để có thể xây dựng niềm tin mình vững vàng, hiểu biết Chúa mỗi ngày càng hơn. Và khi chúng ta xây dựng một căn nhà kín đáo về đời thuộc linh vững vàng như vậy, nền tảng Chúa Giê-xu xây dựng lên hiểu biết đó trên lời của Đức Chúa Trời là Thánh Kinh,
niềm tin của mình phát triển thì chắc chắn rằng có mưa sa bão táp, có tà giáo, có bắt bớ, có khủng hoảng thì cũng không thể nào lay chuyển được niềm tin của mình, và chúng ta vẫn là một người như vận động viên trên đường đua tiếp tục để bước tới và kiện toàn để trở nên một người biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em, quý vị đang xây dựng niềm tin của mình trên nền tảng nào? Vì ông chồng mình, vì bà vợ mình, vì bố mẹ mình, vì tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, tất cả những điều đó có cần, nhưng không phải là nền móng vững chắc. Mà nền móng vững chắc của chúng ta là chính Chúa Giê-xu trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Những gì vật liệu xây dựng đời tín kính chúng ta, nó không phải hình thức hội thánh này tổ chức kia, mà là lời của Đức Chúa Trời, là Thánh Kinh. Ước gì ông bà anh chị em, những người đang xây dựng căn nhà thuộc linh của mình là xây dựng trên nền móng vững chắc như lời của Chúa đã dạy dỗ. Và nếu chúng ta đang xây dựng nền tảng như vậy, có nghĩa rằng ông bà anh chị em với tôi đang là người tiến bước với Chúa Giê-xu. Điều thứ tư, một người bước đi trong Chúa phải là người được chứng thực. Ở trong câu 7 phần C Kinh Thánh chép: lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Từ liệu bền vững ở đây có một vài ý nghĩa rất lý thú mà tôi muốn giải thích với quý vị. Ở trong lĩnh vực xây dựng kiến trúc, từ bền vững này có nghĩa là làm cho chắc chắn. Bền vững có nghĩa là làm cho chắc chắn. Ở trong ý nghĩa của pháp lý thì từ bền vững này có nghĩa là chứng thực, được chứng thực. Nó giống như là một văn kiện, một tờ đơn mà chúng ta đã thảo hết mọi nội dung rồi, văn kiện đó được chính quyền đóng dấu đỏ, ký tên, thì từ đó văn kiện này, tờ đơn đó mới trở nên một tờ đơn có giá trị thực sự. Đời sống của người bước đi theo Chúa cũng giống như vậy. Đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em giống như một tờ đơn, giống như một văn kiện. Chúng ta viết lên văn kiện đó điều này, điều kia mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta, và được đưa vào ở trong xã hội để có thể sống giữa mỗi ngày với những con người xung quanh. Và cuộc sống của mỗi người bước đi theo Chúa ở giữa đời đó cần có những chứng thực từ nhiều phía khác nhau để trở nên một con người, một đời sống theo Chúa Giê-xu một cách có giá trị thực sự. Bây giờ nếu ông bà anh chị em tưởng tượng một chút, tôi với quý vị đang như là một văn kiện. Đời sống của chúng ta mỗi ngày giống như một tờ giấy đã được viết chữ ở đây. Nhưng rồi nếu người ta phải chứng thực vô đây thì người ta sẽ chứng thực cho tôi và quý ông bà anh chị em như thế nào? Tôi ví dụ, đời sống của ông Nguyễn Hữu Bình liệt kê đây giống như là sơ yếu lý lịch đó. Và chính quyền sẽ chứng vào, những người xung quanh đây giống như chính quyền đó ha, họ sẽ chứng vào ông Nguyễn Hữu Bình này là tín đồ Tin Lành mà mỗi ngày đều say sưa nhậu nhẹt, chửi vợ, đánh con, gây gổ với hàng xóm. Bà Nguyễn Thị Xê là tín đồ Tin Lành nhưng mà luôn chửi rủa, nói dối, đánh bạc, ngoại tình, vân vân. Người ta sẽ chứng thực cho chúng ta như thế nào? Ước gì không có một lời chê bai nào về phẩm hạnh, đạo đức đối với toàn thể con cái của Chúa ở đây. Dĩ nhiên tôi với quý ông bà anh chị em là những con người bất toàn,
chúng ta vẫn thường phạm tội luôn. Nhưng chúng ta đã được Chúa tha thứ tội lỗi và Chúa tha thứ cho chúng ta một cách dồi dào. Một mặt khác, chúng ta nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh và lời của Chúa nuôi dạy, biến đổi chúng ta trở nên một con người mới. Và qua đời sống của chúng ta mỗi ngày đó, nó không phải chỉ có tư cách pháp lý, không phải tôi có tên trong danh sách của một ban ngành, nhưng người ta chứng thực cho tôi rằng đời sống của tôi thật là một đời sống đã được Thánh Linh của Chúa biến đổi nên mới. Những sự cũ qua đi này, mọi sự đều đã trở nên mới. Không phải chỉ nói bằng miệng, nhưng những điều tốt đẹp đạo đức, hình ảnh giống Chúa Giêsu đó, nó được thể hiện qua nếp sống của tôi mỗi ngày. Và những người xung quanh thấy được rằng, ồ anh này trước đây là một người hung dữ, nhưng bây giờ trở nên một người hiền từ đạo đức. Anh này trước đây là một người sáng ít ly, chiều thì y lít say sưa, bây giờ không còn say sưa, không còn nghiện ngập. Chị này trước đây là thường xuyên lường gạt người khác, bây giờ sống chân thật, mềm mại, hiền từ, không có hung dữ, cho nên bây giờ không còn danh hiệu là gấu mẹ vĩ đại nữa. Cách đây một vài năm, tôi có đến ở tại Lâm Đồng, tại huyện Bảo Lâm, để tham dự một buổi lễ ra mắt một chi hội. Ở trong buổi lễ đó, ông chủ tịch mặt trận của huyện Bảo Lâm, ông đã đứng lên một hướng dẫn để phát biểu. Ông nói đại ý như thế này: các cơ quan chính quyền ở tại huyện này luôn tích cực và vui khi có thêm một hội thánh Tin Lành được thành lập. Bởi vì sau khi đã nghiên cứu và theo dõi, các cơ quan chức năng của chính quyền tại địa phương thấy rằng hễ nơi nào có những người Tin Lành sinh sống thì nơi đó có những điều phơi cà phê ở ngoài sân, không hề mất một ký. Nơi nào có những người tín đồ Tin Lành là không có ăn trộm, ăn cắp. Nơi nào có những người tín đồ Tin Lành là nơi đó gia đình không có bạo hành. Nơi nào có những người Tin Lành sống thì không có tệ nạn xã hội để làm đau đầu, rối trí những người có chức trách tại địa phương. Ô, tôi ngồi ở bên dưới nghe các cấp chính quyền họ chứng thực cho con cái của Chúa như vậy, mình là mục sư sung sướng vui mừng quá đỗi. Nếu hôm nay người khác chứng nhận cho ông bà anh chị em thì họ sẽ chứng nhận như thế nào? Để có thể bước đi trong Chúa một cách thật đúng nghĩa, người nam, người nữ ở đây là những người bước theo Chúa Giêsu, tăng trưởng mỗi một ngày. Nếp sống của chúng ta giữa đời nhờ cậy lời của Đức Chúa Trời, sống giống Chúa càng hơn. Những nét đẹp thiêng liêng ở bên trong tôi, trong quý ông bà anh chị em, nó được thể hiện ra trong cuộc sống một cách cụ thể. Và người ta phải chứng nhận rằng đây là một người có Chúa Giêsu, đây là một người được biến đổi bởi quyền năng của Tin Lành, đang sống ở giữa buôn làng, đang sống giữa xã hội chúng ta. Và khi người ta chứng thực được cho tôi, cho quý ông bạn, cho em như vậy, ngay khi mình còn đang sống động ở giữa đời đây, có nghĩa là chúng ta đang bước đi trong Chúa mỗi ngày. Điều thứ năm, người bước đi ở trong Chúa là người dư dật trong sự cảm tạ. Ở câu thứ 7 phần D Kinh Thánh chép: hãy dư dật trong sự cảm tạ. Cảm tạ có nghĩa là biết
ơn và tạ ơn. Cảm tạ Chúa là một trong những cung cách của một người thọ ơn Chúa. Bây giờ mình dâng lên một điều gì đó tốt đẹp, có thể bằng tâm trí, có thể bằng cảm xúc, có thể bằng ngôn từ, có thể bằng đời sống, để có thể bày tỏ lòng cảm tạ, cảm ơn đối với Chúa là Đấng đã ban ơn cho mình. Từ dư dật, nó có nghĩa là đầy tràn, là sung túc, là phong phú. Thánh Kinh dạy cho chúng ta ở đây, một người đang thờ phượng Chúa, người bước đi với Chúa là người rờ chạm được ơn lành của Chúa trong đời sống. Và người này sẽ là một người có một nếp sống mỗi ngày ở giữa đời đầy tràn lòng vui mừng, biết ơn, cảm tạ Chúa và bày tỏ một cách phong phú cho mọi người xung quanh thấy được phước hạnh trong cuộc đời mình là dư dật. Ông bà anh chị em đang là người than thở mỗi ngày: anh ơi, chị ơi, tôi là người buồn quá. Anh ơi, chị ơi, tôi là người khổ nhất trên thế gian này. Tôi là người có gánh nặng vô cùng lớn lao ở giữa thế giới này. Tại sao mà tôi khổ cực dữ như thế này? Xung quanh không có ai khổ cực bằng tôi cả. Có phải ông bà anh chị em đang là những người có những than thở rên suyết như vậy với những người xung quanh phải không? Người Kinh hay mô tả những người như vậy có nghĩa là than thân trách phận. Ở trong Giu-đe, lời của Chúa nói rằng Chúa sẽ đến và phán xét những người than thân trách phận bởi vì họ đã vô tín bội ơn với Đức Chúa Trời khi Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của họ vô số những ơn lành mà họ không biết. Cuộc đời của than thở, những chuỗi ngày đau khổ của ông bà anh chị em trước khi tin Chúa đã chấm dứt. Và khi chúng ta tin Chúa Giêsu đến bây giờ là mỗi một ngày chúng ta đều rờ chạm nên biết ơn của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời mình. Ơn Chúa tuôn đổ ngay trong sự sống của chúng ta. Ơn Chúa tuôn đổ ngay trong sức khỏe của ông bà anh chị em. Ơn Chúa tuôn đổ ngay khi ông bà anh chị em còn tâm trí minh mẫn chứ không phải là người lễn lãng. Ơn của Chúa tuôn đổ cho ông bà anh chị em khi chúng ta có một gia đình. Ơn của Chúa tuôn đổ khi Chúa cho chúng ta còn có một công việc, có thu nhập mỗi ngày. Ơn của Chúa còn có thể ban cho chúng ta ăn được từng món ăn mà thấy ngon. Và Chúa cung cấp cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng hàng ngày. Ơn Chúa còn cho chúng ta ngay khi chúng ta được sống động ở trên trần gian này, bao nhiêu người khủng hoảng, bối rối, chúng ta vẫn bình an, vui vẻ để mình được thờ phượng Chúa mỗi khi có cơ hội. Nếu chúng ta kể ơn của Chúa thì không thể nào kể hết. Nhưng nếu ông bà anh chị em là người nếm trải những quyền năng của Chúa, phước hạnh như vậy mà chúng ta không khám phá được, đến nỗi chúng ta sống từ ngày này qua ngày kia ở trong một tình trạng than thở, buồn phiền, rên xiết, ngay khi mình mang danh là tín đồ của Đấng Christ, thì đó là một cuộc đời bất hạnh. Bất hạnh. Và nếu chúng ta là người nếm trải ơn của Chúa rồi mà mình không bật lên được những lời cảm tạ thì đang có một điều gì đó sai trật ngay trong đời sống của chúng ta. Nếu con của ông bà anh chị em, khi quý vị cho nó một món quà mà nó bỏ nó đi, sau khi nó nhận rồi nó đi, nó không nói một lời nào cảm ơn, ở đây có cha mẹ nào vui không? Có anh chị nào vui khi cho quà các em bé, cho cháu của mình nó bỏ nó đi mà không thèm một lời cảm ơn nào không? Có vui không? Chúng ta buồn chứ, phải không? Còn phải dạy cho con em mình cảm ơn, cảm ơn.
nhận quà biết ơn thì cảm ơn, nhưng trong khi đó chúng ta được Chúa ban cho vô số điều, nhưng mình xem đó như là điều tự nhiên nó phải có, trách nhiệm Chúa phải lo, mà mình không hề có một cảm xúc, có một lương tri, có một tâm hồn biết ơn. Người Kinh nói từ rất nặng, đó là vô ơn. Sống mà không nhớ ơn của Chúa đã làm, không nhớ ơn của những người khác đã làm cho mình, thì chúng ta là người vô ơn. Sống mà chỉ biết hiện tại, sống mà chỉ biết thỏa mãn với những gì mình có, mà không nhìn về quá khứ để có thể đếm được các ơn lành Chúa ban. Trước đây con là người tuyệt vọng, bây giờ Chúa ban cho con hy vọng. Trước đây con là người nghiện ngập say sưa vô số điều tệ hại, bây giờ Chúa biến đổi con trở nên một người tốt đẹp có giá trị. Thì chúng ta biết ơn Chúa khi nhìn về quá khứ để thấy việc của Chúa làm, đến các điều Chúa ban cho, chúng ta mới là người trưởng thành và biết ơn Chúa để có thể cảm tạ Chúa mỗi ngày. Thay vì rên xiết, thay vì nhìn về tương lai ở trong tuyệt vọng, trong buồn phiền, chúng ta sẽ nhìn về tương lai, những gì Chúa ban cho đó tiếp tục bảo đảm cho chúng ta trong tương lai, làm cho chúng ta có niềm vui, làm cho chúng ta có hy vọng để có thể bước tới và bước tới mỗi một ngày. Ông bà, anh chị em có thể bước đi trong Chúa nếu chúng ta nhìn lại quá khứ, ngày hôm qua, 9 tháng qua, bao nhiêu năm tháng trước đây, cuộc đời mình so với bây giờ như thế nào, kể cả về phương diện vật chất, tình cảm, hôn nhân gia đình, đạo đức thuộc linh, khiến cho chúng ta không thể nói rằng mình không hề có ơn của Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời của tôi với quý ông bà anh chị em đang là một Đức Chúa Trời sống, Đức Chúa Trời nhân từ, Đức Chúa Trời sẵn ban cho mọi con dân của Chúa cách dư dật. Chúa không tiếc điều gì với chúng ta hết. Vì vậy chúng ta cần đếm lại ơn Chúa mỗi ngày để sống vui tươi, hạnh phúc, hy vọng mỗi một ngày bất chấp hoàn cảnh xung quanh. Và nếu chúng ta sống như vậy, có nghĩa rằng tôi với quý ông bà anh chị em đang là mỗi người bước tới ở trong Chúa trên linh trình theo Ngài. Có một câu chuyện kể lại rằng một nhà thơ Pháp, ông có tên là La Martine. Một ngày nọ thì ông buồn phiền và ông muốn đi dạo quanh khuôn viên của một khu rừng. Ở trong lúc buồn phiền đó, ông đi dạo quanh khu rừng thì ông nghe từ phía trong khu rừng nó vang dội ra tiếng búa đập đá, và song song đó lại có những tiếng người vang lên. Ông lấy làm lạ và ông đi theo đường mòn để tiếp tục đi vào sâu ở trong khu rừng. Khi ông vào đến tận nơi thì ông thấy ở đó có một người thợ đập đá. Người thợ đập đá này mỗi lần chêm cái nêm vào trong một tảng đá, dán búa xuống. Khi dán búa xuống thì người này nói rằng: cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Nhà thơ Lơ Mặc Tin này mới thắc mắc, ông nắm ná đến và hỏi chuyện. Ông nói rằng: ồ, tại sao mà bác cứ cảm tạ Chúa hoài vậy? Nếu mà bác giàu có, bác cảm tạ Chúa thì không ý làm lạ. Nhưng mà sao bác nghèo nàn, bác phải đi làm công việc cực nhọc như thế này mà bác cứ cảm tạ Chúa mãi như vậy? Người thợ đập đá này mới nói rằng: ồ, tôi phải cảm tạ Chúa, bởi vì mỗi một ngày tôi đều nhận ơn lành của Chúa. Nhà thơ Lơ Mặc Tin mới vặn vẹo lại, nói rằng: bác ơi, ơn lành ở đâu?
Đức Chúa Trời chỉ nhớ đến bác có một lần thôi. Đó là ngày bác được sinh ra đời. Rồi Chúa trao cho bác một cái búa để bác làm thợ đập đá như thế này. Thì có gì là to lớn đâu mà bác phải tạ ơn Chúa hoài vậy. Người thợ đập đá này mới trả lời lại rằng: Ồ, ông nghĩ rằng Chúa chỉ nghĩ đến tôi một lần thôi sao? Mà nếu Chúa có nghĩ đến tôi một lần đi nữa thì đó cũng là điều mà tôi phải cảm tạ Chúa, bởi vì ơn của Chúa đối với tôi lớn lao vô cùng. Chúa cho tôi được nắng nên hình dạng con người. Chúa ban cho tôi sự sống. Chúa ban cho tôi ra đời sống động trên trần gian này. Và Chúa còn cho tôi có một nghề nghiệp để tôi có thể kiếm tiền sinh sống, để tôi có thể nuôi cho gia đình của mình mỗi ngày. Và như vậy, đó là Chúa đã nói đến một người thấp hèn như tôi. Và những gì mà Chúa nói đến đó đủ cho tôi phải nhớ ơn Chúa, tạ ơn Chúa mỗi một ngày. Nói rồi, người thợ đập đá quay trở lại với công việc của mình. Ông tiếp tục nêm cái nêm vào đá, đập búa xuống, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Nếp sống của ông bà anh chị em có những lý cớ nào để quý vị trở nên một người tạ ơn Chúa mỗi ngày không? Biết ơn Chúa, luôn tìm thấy những lý cớ để cảm tạ Chúa, bởi vì ơn của Ngài tuôn đổ trên chúng ta trong nhiều lĩnh vực, trong mỗi giây phút của cuộc sống. Nếu ông bà anh chị em và tôi đếm được các ơn lành Chúa đã ban và trở nên một người tiếp tục cảm tạ Chúa ngay trong khi đi đường, ngay khi mình sinh hoạt, ngay khi mình đi làm rẫy, ngay khi mình đi buôn bán, ngay khi mình đi học, ngay khi mình đi trên đường và trong mọi thời giờ mình có được, thì đó là cách tôi với quý ông bà anh chị em đang bày tỏ lòng biết ơn Chúa, dâng lên cho Chúa những của lễ cảm tạ. Biết ơn Chúa không thể nín lặng được, mà biết ơn Chúa mình sẽ bày tỏ điều đó cho những người xung quanh chúng ta, để họ cùng biết ơn Chúa và ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta cùng với chính mình là người nhận được ơn của Chúa. Nếu quý vị sống như vậy, là tôi với quý ông bạn chị em đang là người cảm tạ Chúa dư dật mỗi ngày, đang là người bước đi trong Chúa trong cuộc sống hiện nay. Cho nên tôi mượn lời của sứ đồ Phao-lô để tâm tình với quý ông bà anh chị em. Anh chị em đã nhận được Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Bây giờ tôi ôn lại với quý ông bà anh chị em 5 điều của một người bước đi trong Chúa. Dựa vào 2 câu kinh thánh này, chúng ta lần lượt kiểm tra xem mình có những điều gì. Thứ nhất, một người bước đi trong Chúa là người không có dậm chân một chỗ, nhưng là một vận động viên đang tiếp tục bước tới. Thứ hai, một người bước đi trong Chúa là người đang châm rễ ở trong Ngài mỗi một ngày. Mỗi ngày khám phá về Chúa mới hơn, mỗi một ngày hiểu biết về Chúa một cách sâu sắc hơn. Dấu hiệu thứ ba, đó là một người biết xây dựng nền tảng đức tin của mình trên nền tảng vững chắc là Giêsu Christ. Thứ tư, một người tin kính đang bước đi với Chúa là người có một nếp sống được những người xung quanh chứng thực rằng đây là người có Chúa Giêsu, đây là người có quyền năng của Chúa biến đổi. Tốt đẹp, đáng khen ngợi ở giữa đời
ở giữa buôn làng. Điều thứ năm, đó là một đời sống đếm được ơn lành của Chúa và dư dật ở trong đời sống cảm tạ, để đến nỗi tôn cao danh Chúa, phước hạnh quyền năng của Chúa bày tỏ chạm đến những người xung quanh chúng ta và đem nhiều người cùng đến tôn ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta ngay trong khi còn có cơ hội. Ước ao năm điều này không quá dài, không quá khó nhớ, nhưng sẽ nhớ trong ông bà anh chị em mỗi lần chúng ta giơ bàn tay mình lên là mình nhớ được năm điều này, để kiểm tra lại xem tôi là người đang bước đi trong Chúa mỗi ngày. Xin lời đó khích lệ, dục dạ ông bà anh chị em neo chặt quý vị trong đức tin, và chúng ta cùng tiến về thiên đàng trong nay mai để ở đời đời với Chúa. Amen.